Sậy ngoan ngang. Sậy ngồi đây ngang. Sậy. Sậy ngoan, ngồi chờ mẹ ngang. Sậy. Sậy. Sậy ơi. Sậy. Bảo. Bảo kìa con. Trời ơi. Bảo ơi, con ơi. Ngồi dậy đi Bảo. Tội nghiệp thằng nhỏ, chắc nó đau lắm nó mới khóc đó. Sậy ngoan, mẹ thương con ha. Thôi thôi sậy ngoan nè. Đau quá mẹ ơi. Nín đi con. Một chút xíu nữa là nó hết đau à. Nín đi nè. Sậy ngoan, sậy nghe lời mẹ nè. Giỏi quá. Con sẽ không ít ước nữa. Làm con trai á, con phải mạnh mẽ lên. Con nói được rồi hả? Con nói lại cho mẹ nghe đi. Nói đi con. Con nói là con sẽ không khóc nữa. Trời ơi, thằng Bảo nó nói được rồi. Bảo, Bảo nhớ lại hết rồi hả? Sậy ơi, con nhớ ra mẹ không? Con có nhận ra mẹ không? Hả? Mẹ là mẹ của con mà. Nhưng sao mà con không nhớ được? Bảo, vậy Bảo nhận ra tôi là ai không? Chị là chị nấu nước lá sen. Long e.